Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, cụm từ công nghiệp 4.0 hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng được trở nên phổ biến. Vậy cuộc cách mạng này được hiểu như thế nào và Bộ Công Thương đã có những giải pháp gì để hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp để có thể nắm bắt kịp và phát huy thế mạnh của mình? Với nền tảng là sự phát triển mạnh mẽ và tích hợp ở trình độ cao, các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực kỹ thuật số, công nghệ sinh học và vật lý, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo sẽ làm thay đổi mạnh mẽ nền sản xuất của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong một tương lai không xa. Thực tế đã chứng minh, cách mạng công nghiệp 4.0 đã từng bước diễn ra tại Việt Nam thông qua những ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Là cách mạng khoa học công nghệ nó thay đổi rất là nhanh chóng. Thế thì cái chu kỳ của một sản phẩm bị rút ngắn lại. Trước kia là cái máy ảnh phim là sống cả 100 năm. Rồi bây giờ là không biết là sắp tới đây nó sẽ còn có những các cái là sản phẩm gì mới nữa. Tiến bộ trong nông nghiệp nào, trong các cái lĩnh vực khác nhé. Cơ hội và thách thức rất lớn và nó tác động sâu sắc đến từng người dân, đến từng đứa trẻ con một. Rồi bây giờ bố mẹ đi làm có thể bật lên điện thoại di động biết là con mình ở nhà trẻ nó như thế nào, nó ăn làm sao, ngủ như thế nào, biết. Cho nên chúng ta phải tận dụng và chúng ta phải thay đổi. Được biết, cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần thứ hai diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển từ cuộc cách mạng lần thứ ba. Nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Theo Bộ Công Thương, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chắc chắn sẽ làm thay đổi mạnh mẽ nền sản xuất của thế giới và của Việt Nam trong một tương lai không xa. Tâm điểm của cuộc cách mạng này chính là các nhà máy thông minh, khu chế xuất tự động, dữ liệu lớn, big data. Mô hình này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng năng suất, tính linh hoạt và hiệu quả, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và từ đó tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Người tiêu dùng cũng sẽ có được lợi từ việc tiêu dùng các sản phẩm có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và đặc biệt là được cá nhân hóa theo ý muốn. Theo các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nếu tận dụng được cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm, tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ, tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giảm đáng kể chi phí giao dịch vận chuyển, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và internet. Đồng thời cũng là cơ hội lớn cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. Đối với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì thứ nhất là có thể học hỏi được luôn và có thể áp dụng được những cái mới, tức là với các cái nước mà đang phát triển khác thì có thể là họ đã bắt đầu vào rồi, và để mà theo kịp, bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này thì có thể họ lại còn sẽ chậm hơn, trong khi ở Việt Nam thì bây giờ mình bắt đầu thì hoàn toàn mới, và như thế thì mình có cái lợi thế để mà mình làm áp dụng những cái bước mà nó nhảy vọt hơn và những cái tiến bộ của thế giới. Trong điều kiện những thách thức và cơ hội rất lớn đối với phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Công Thương đã sớm có những đánh giá, xem xét và bước đầu đưa ra được những khuyến nghị trong định hướng phát triển và điều chỉnh chính sách thời gian tới. Đặc biệt, các nội dung nghiên cứu hỗ trợ triển khai ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 đã trở thành một trong những nội dung ưu tiên nằm trong đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà có tiềm lực lớn thì chúng ta có thể lựa chọn những cái công nghệ mà bây giờ rất là sẵn sàng trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần tư để mà đầu tư có trọng tâm trọng điểm, và từ đó có thể là tạo những cái bước nhảy vọt trong cái xu thế này. Còn đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là tương đối cân bằng và họ có khả năng là phát triển dưới dạng là khởi nghiệp sáng tạo cũng như các công nghiệp startup. Thì đây cũng là một cái hướng mà chính phủ Việt Nam hỗ trợ và có cái định hướng hỗ trợ rất rõ ràng trong cái thời gian vừa qua cũng như là sắp tới. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng công nghiệp tạo ra sự thay đổi đột biến và triệt để. Nhân lực lành nghề, gia công hiện đại,
năng lượng sạch hơn là hướng đi không thể làm khác, đặt ra yêu cầu cho ngành công thương phải điều chỉnh cơ chế điều hành, chính sách phù hợp và theo sát từng chuyển biến của cuộc cách mạng công nghiệp lần này. Đó cũng là một thách thức lớn cần phải vượt qua của doanh nghiệp Việt Nam.